đầu bếp Văn Thành kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, hôm nay Thúy Vinh rất là vui khi nhận được thư của một vị khán giả, đó là chị Đỗ Thị Thanh Mai ở quận Phú Nhuận đã chia sẻ cảm nhận với chương trình. Quý vị cùng lắng nghe nha. Mùa hè rất nóng khiến con tôi mau chán ăn. Vì thế mỗi ngày tôi phải rất là vất vả nghĩ ra thật nhiều món mới lạ để bé thay đổi khẩu vị. Thật may là với chủ đề buffet mùa hè của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì tôi đã đỡ vất vả hơn trong việc lên thực đơn hàng ngày cho bé. Vì các món ăn mà chương trình tư vấn rất là phù hợp với bé, vừa có rau củ quả nè, lại có hải sản và các món bánh ăn chơi mà bé rất thích nữa. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Thật là vui phải không quý vị? Anh Thành thấy không? Ngày hôm nay chúng ta đã có một thư cảm ơn của quý vị khán giả rồi. Vậy thì anh Thành chắc chắn phải chuẩn bị một món gì đó ngon ngon để thay lời cảm ơn lại dành cho quý vị khán giả chứ. Anh rất vui và anh cũng đã chuẩn bị một món mới đây. Hôm nay là món gì mà anh Thành có chuẩn bị? Tiêu xanh vậy ta? Ủa? Nhưng mà hình như đâu phải là tiêu xanh anh Thành. Không phải. Đây là rong nho. Rong nho. Đây là lần đầu tiên em mới thấy đó anh Thành. Hình dáng rất là lạ ha. Vậy mình dùng để chế biến món ăn ha. Đúng vậy. Thưa quý vị, rong nho là một loại rong biển quý hiếm, có giá trị dinh dưỡng cao và là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của cơ thể đó. À, nghe anh Thành nói thì em rất muốn là thưởng thức được món ăn lạ này. Nhưng mà anh ơi, chế biến món ăn này có phức tạp không? Hoàn toàn đơn giản và chế biến rất dễ dàng. Rong nho này rất thích hợp với trộn salad. Vì vậy món ăn ngày hôm nay có tên gọi là salad rong nho. Để chuẩn bị cho món salad rong nho, chúng ta cần có 200 gram rong nho, xà lách búp, ngò tây, cà chua bi, một trái bơ, bắp cải tím cắt sợi, thanh cua cây, ớt bột, tương cà, tương ớt, bù đặc xanh và sốt mayonnaise Aji Mayo. Anh Thành ơi, lúc nãy em có nghe anh Thành nói rong nho là một loại rong biển rất là quý hiếm. Vậy thì làm sao để em tìm được rong nho để chế biến món ăn bây giờ? Thưa quý vị, rong nho được du nhập từ Nhật vào Việt Nam nước ta khoảng chừng hơn 5 năm nay. Hiện nay nó được trồng ở các vùng biển sạch ở tỉnh Khánh Hòa. Quý vị và Thúy Vinh có thể mua rong nho này ở các siêu thị đều có. Dạ, vậy là em có thể yên tâm chế biến món rong nho này ở nhà rồi đó anh Thành. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu. Về trái bơ thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Mình sẽ lột vỏ. Sau khi nó lột vỏ rồi ha. Dạ. Cắt lựu. Rồi, để vào một bên. Dạ. Cái cà chua bi này á, chúng ta chỉ cần cắt đôi là được. Với thanh cua cây này á, mình chỉ cần xé sợi thôi. Vậy còn cái rong nho này mình cần phải sơ chế gì thêm nữa không anh? Riêng cái rong nho này quý vị mua về không cần phải sơ chế gì cả. Chỉ cần cho vào xả nước nhẹ để giảm cái độ mặn của rong nho thôi. Em còn một thắc mắc nữa là em cứ hỏi. Tất cả các loại rau á, khi mà mình mua về mình đều phải ngâm nước nè, hoặc là ngâm qua nước muối để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đó anh. Vậy còn rong nho này thì sao? Riêng về cái rong nho này á, đối với những người nuôi trồng á, người ta tuân thủ theo cái vệ sinh an toàn thực phẩm rất là cao. Và cái loại rong nho này không thể sống những cái vùng nước bị ô nhiễm được. Em phải chọn mua rong nho như thế nào để được tươi ngon nên anh Thành? Rong nho này á, khi em đi mua ngoài siêu thị đó, em chọn rong nho còn màu xanh tươi như thế này, không bị ngã màu vàng. Và khi về mình sử dụng á, mình chỉ nên sử dụng trong ngày, không nên bảo quản tủ lạnh. Vậy thì để em nhắc lại điều này với quý vị khán giả đã. Quý vị ơi, khi mà chúng ta chọn mua rong nho thì quý vị nhớ là chọn mua rong còn màu tươi xanh nè, và dùng trong ngày, không nên bảo quản trong tủ lạnh nha quý vị. Bây giờ cái phần chế biến nguyên liệu đã xong rồi đó. Anh sẽ pha sốt 1 muỗng canh tương ớt, nửa muỗng canh tương cà, 1 muỗng cà phê mù đặc xanh và không thể thiếu sốt mayonnaise Aji Mayo. Chúng ta sẽ sử dụng 3 muỗng canh. Rồi bây giờ anh sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên nha. Dạ. Đây, chúng ta được cái sốt màu hồng rất là đẹp mắt em ha. Sốt đã xong rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ trộn. Mình sẽ cho bơ vào, cà chua bi nè, bắp cải sợi, thanh cua. Bây giờ anh sẽ cho sốt vào nha. Bây giờ sẽ nhẹ nhàng trộn. Bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu còn lại vào luôn chứ đúng không anh Thành? Ý em nói là rong nho này hả? Dạ đúng rồi. Mình không trộn rong nho chung được. Dạ. Nếu mình trộn chung á thì rong nho sẽ bị bất nước và món ăn sẽ không đẹp. Như vậy thì điều này cũng không được quên trong món ăn này. Quý vị ơi, cùng Thúy Vinh ghi lại bí quyết này nha. Chúng ta sẽ không trộn rong nho, vì như vậy thì rong nho sẽ bị mất nước và không còn ngon nữa. Như vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi anh. Bây giờ anh cho ra đĩa nè. Đó. Anh sẽ cho rong nho lên. À. Cuối cùng là mình sẽ cho chút xíu bột ớt lên trên.
Rồi bây giờ anh sẽ điểm lên nha. Đẹp chưa? Để anh gấp, anh mời Tức Vinh dùng thử nha. Và em hãy chia sẻ cảm nhận với lại quý vị khán giả. Nho. Em cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Anh Thành ơi, công nhận là món ăn của mình quá đẹp mắt luôn đó anh. Để em thưởng thức thử nha. Em thấy sao? Anh Thành biết không, đầu tiên là mình phải kể đến cái sự tươi mát của các loại rau củ, giòn giòn, ăn rất là thích. Mà quý vị ơi, Tiểu Vinh phải kể đến một cảm giác thứ hai, đó là vị lạ miệng đến từ rong nho, nhưng mà rất là hài hòa khi mà kết hợp với sốt mayonnaise aji mayo. Bên cạnh đó thì quý vị còn có thể cảm nhận thêm một chút cay cay nè, rồi chua chua béo béo và vị hăng hăng từ mù tạt nữa. Quả là một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, đối với những người thích mù tạt thì chắc chắn rằng sau khi thưởng thức món này sẽ ghiền. Nhưng mà ghiền món này thì được vì rất tốt cho cơ thể. Dạ, nghe anh Thành nói mà em càng thích món ăn này hơn rồi đó. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều đã giới thiệu món ăn này với quý vị khán giả và với em nữa. Buffet mùa hè. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày kỳ này xin được khép lại. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một hấp dẫn hơn theo hai cách quen thuộc mà quý vị đã biết, đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Đầu bếp Văn Thành và Tuyết Vinh, cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.